từng bị chê lên chê xuống, Aepa đã khá khẩm hơn sau hơn một năm làm đại sứ Givenchy. Đầu năm 2021, Aepa chính thức được Givenchy trao cho danh hiệu đại sứ. Tin tức này khiến nhiều người bất ngờ vì lúc đó nhóm mới xe bút nhưng đã nhận được sự quan tâm và tin tưởng từ một thương hiệu thời trang lớn như vậy. Danh hiệu đại sứ Givenchy cũng là hợp đồng quảng cáo đầu tiên nhóm nhạc nhà SM nhận được. Chính giám đốc sáng tạo của thương hiệu Matthew M. William còn chia sẻ mình bị choáng ngợp bởi năng lượng các thành viên Aepa toát ra. Vị giám đốc này cũng cho rằng Aepa có sự kết nối với Givenchy. Tuy nhiên, những lần mặc Givenchy của Aepa trong suốt hơn một năm, làm đại sứ lại không nhận được nhiều phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng. Bộ hình đen trắng phía dưới được tung ra từ năm 2021, ảnh nhóm bị nhận xét rời rạc, giống như ghép từng người vào, ảnh chụp cá nhân cũng chưa đủ thần thái. Điều này cũng không tránh khỏi, vì các thành viên vẫn còn nhỏ tuổi lại mới debut chưa có kinh nghiệm chụp hình. Trong bộ hình quảng bá sản phẩm cho Givenchy theo phong cách đen hồng, Aepa cũng chưa có sự thể hiện tốt, bộ ảnh vẫn cảm giác là quẻ, cách tạo dáng và biểu cảm của các thành viên gượng gạo, chưa tôn lên được sản phẩm. Aepa từng diện Givenchy lên bìa tạp chí WKOZAN nhưng không được đánh giá cao, riêng Ninh Ninh, ngoài cùng bên phải bị nhận xét đời nhất lại còn show ra góc mặt không đẹp. Đây là một số ảnh họa báo khác của nhóm, dù có thay đổi cách tạo dáng và sắp xếp đội hình nhưng vẫn chưa đủ ấn tượng. Riêng Ninh Ninh nhận được khá nhiều lời khen sau tấm hình họa báo Harper's Bazaar dưới đây, ai cũng thấy sự tiến bộ rõ rệt trong cách bầu dáng của cô nàng. Bức hình cũng có nét high fashion cần có. Mới đây, Aepa tung ra bộ ảnh diện Givenchy theo phong cách quý phái, quyền lực để hưởng ứng show Givenchy thu đông 2022. Tuy không tới Paris, sự trực tiếp, các cô gái vẫn lên đồ chỉn chu để xem show từ xa. Lần xuất hiện này nhận được khá nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, vẫn có một số ý kiến cho rằng Aepa không thực sự hợp với vai giả dặn của Givenchy. Các bạn nghĩ sao về việc này? Hãy cho mình biết ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé!